Xin kính chào quý cô anh chị, rất vui được gặp lại quý cô anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HDT3. Và trong video này thì tôi xin được chia sẻ đến quý anh chị một trong những cái công dụng của những cái loại trái cây, hoa quả xung quanh chúng ta đem lại những cái lợi ích cực tốt đối với lại sức khỏe con người chúng ta. Vâng, thưa với quý anh chị thì với thời buổi hiện nay thì chúng ta có thể thấy là ô nhiễm từ không khí đến môi trường đến những cái nguồn thực phẩm và nguồn nước cũng như là nguồn thức ăn của chúng ta khiến cho ảnh hưởng không ít nhiều đến với lại sức khỏe con người chúng ta. Và làm thế nào để cơ thể chúng ta luôn được khỏe mạnh và cũng như là gan thận chúng ta được khỏe mạnh? Thì trong video này tôi xin chia sẻ đến quý cô anh chị một trong những cái công dụng của những cái loại trái cây, loại hoa quả quanh chúng ta giúp chúng ta giải độc gan thận để chúng ta luôn có được sức khỏe cho gan thận và thanh lọc cơ thể một cách hiệu quả nhất. Thì ngay bây giờ xin mời quý cô anh chị chúng ta cùng theo dõi video. Kính thưa với lại quý cô anh chị thì nguyên liệu mà chúng ta sẽ cần đó là 3 nhánh sả. Củ sả chắc là có lẽ không ai còn xa lạ rồi. Và gừng, một củ gừng, quả chanh. Và nguyên liệu không thể thiếu tiếp theo của nguyên liệu thứ tư của chúng ta đó là mật ong quý anh chị nhá, mật ong nguyên chất. Thì với 4 cái nguyên liệu này, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn đến quý cô bác anh chị cái cách để chúng ta giải độc gan thận, làm sạch thanh lọc cơ thể một cách rất là hiệu quả ngay tại nhà quý cô bác anh chị nhá. Và đây là một trong những cái bài thuốc mà một trong những cái mẹo mà dân gian rất là nhiều người sử dụng mà đem lại cái hiệu quả rất là tốt. Từ sả thì chúng ta có biết là trong tinh dầu sả có rất nhiều những cái dưỡng chất rất là tốt, thải mỡ thừa trong gan, trong máu của chúng ta rất là tốt. Chanh cũng là một trong những cái loại thực phẩm mà con người chúng ta không thể thiếu. Nếu như mỗi một ngày quý cô anh chị uống một cốc nước chanh thì cũng có thể tăng cường lên được sức khỏe rất là tuyệt vời rồi. Và hai nữa là nó có thể giúp cho quý cô anh chị phòng tránh được những cái căn bệnh đơn giản như là viêm họng, rồi là các cái căn bệnh về đường hô hấp. Và thêm một điều nữa là những cái thực phẩm này hầu hết đều có những cái công dụng ngăn ngừa ung thư rất là tuyệt vời quý cô anh chị nhé. Bởi vậy mà những cái loại thực phẩm như thế này chúng ta nên sử dụng thường xuyên. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý cô bác anh chị. Trước tiên thì với gừng thì chúng ta sẽ cạo sạch vỏ đi quý anh chị nhé. Ta sẽ làm sạch gừng đi, bỏ những cái chỗ sâu chỗ thối cũng. Sau khi với chỗ gừng chúng ta đã làm sạch thì bây giờ chúng ta sẽ rửa. Quý cô anh chị hãy rửa thật sạch lại với nước đi nhé. Với gừng thì quý anh chị cũng có thể, nếu mà gừng sạch thì chúng ta nên để lại vỏ. Vì trong vỏ của củ gừng cũng rất là tốt. Vì ở củ gừng có những cái chất giúp cho chúng ta có thể ngủ ngon được ấy, thì là ở trong cái vỏ của gừng rất là nhiều. Với gừng thì quý cô chị hãy đập dập ra. Vậy. Tiếp đến thì với chỗ sả này chúng ta sẽ cắt thành khúc ra. Chúng ta lấy tận cả thân cơ sả. Với chỗ sả khi sau khi đã cắt thành khúc thì chúng ta sẽ bổ đôi nó ra như này quý anh chị nhé. Đấy, chúng ta sẽ đổ bổ đôi bổ ba ra như này để chúng ta đun thì nó sẽ để chúng ta sử dụng. Đấy, quý anh chị hãy bổ ra. Cảm ơn quý cô bác anh chị đang xem video. Nếu như quý cô bác anh chị có những thắc mắc hoặc là những ý kiến đóng góp gì thì hãy comment ở phía dưới video này. Tôi rất mong nhận được những sự đóng góp
chân thành của quý cô bác anh chị. Giờ thì xin mời quý cô bác anh chị tiếp tục theo dõi cách chúng ta chế biến bài thuốc này. Với chỗ xả này thì chúng ta sẽ cho vào đây. Như vậy là chỗ nguyên liệu chúng ta gần như đã chuẩn bị xong. Thì với cái chỗ nguyên liệu như thế này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý cô bác anh chị. Đây là chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 2 ngày nhé quý anh chị nhé. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi đến bước tiếp theo nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng một cái nồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho chỗ gừng và chỗ xả vào đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 1,5 lít nước quý anh chị nhé. Giờ chúng ta đều vung lại và bật bếp. Thưa với lại quý cô chị, thì khi mà chúng ta đun sôi xong rồi, đồ sôi như này rồi, thì quý cô ba anh chị hãy cho nó sôi khoảng từ 15-20 phút quý cô chị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vặn nhỏ lửa và cho nó sôi khoảng 15-20 phút để cho những cái dưỡng chất từ gừng và xả nó được thôi hết ra nước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng một cái bát và một cái dây lọc như thế này quý anh chị nhé. Chúng ta giật lọc lấy bã. Sau đó thì chúng ta sẽ đổ số nước này ra đây. Sau khi mà chúng ta chờ nước nguội bớt thì mỗi lần uống thì quý anh chị hãy múc ra cái cốc như thế này. Tiếp tới thì chúng ta sẽ dùng tới quả chanh này. Thì quý cô bác anh chị chúng ta uống đến đâu chúng ta sẽ vắt chanh cho đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vắt vào đây một nửa quả chanh. Chúng ta sẽ chắt lấy nước cốt chanh. Và như vậy là chúng ta sẽ cho nước chanh vào đây. Quấy đều. Đấy. Khi mà quý anh chị cho nước chanh vào nó sẽ trở thành màu trắng luôn. Đó, đó là phản ứng hóa học của nó rất là hay. Đó, thì khi chúng ta cho nước chanh vào thì nó trở thành màu trắng như vậy. Sau đây thì chúng ta lại tiếp tục cho vào đây một xìa mật ong. Thì quý cô bác anh chị lưu ý là với mật ong mà chúng ta cho vào thì quý anh chị lưu ý là chúng ta cho vào khi mà nước đã chỉ còn ấm ấm quý anh chị nhé. Thì mật ong mới còn được cái nguyên chất của nó. Như vậy đây là cốc nước mà sẽ giúp cho quý anh chị giải độc gan, giải độc cơ thể, giải độc thận và cũng như là sẽ giúp cho quý chị hết máu mỡ máu và hết gan nhiễm mỡ quý anh chị nhé. Mỡ vào trong gan và trong máu thì nó sẽ được thải ra hết. Đây là một trong những cách rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng với cách này sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị, những người đang mắc phải những cái vấn đề như là gan nhiễm mỡ và mỡ máu. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị, thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ đến quý cô bác anh chị một trong những cái cách giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể rất là hiệu quả từ chanh, gừng và xả. Đây là một trong những cái cách mà giúp chúng ta thanh lọc cơ thể cũng như là giúp cho sức khỏe chúng ta được cải thiện. Quý cô bác anh chị hãy thường xuyên sử dụng để đem lại cái hiệu quả tốt nhất đến với lại sức khỏe của chúng ta quý cô bác anh chị nhé. Và cái cách sử dụng là quý cô bác anh chị hãy dùng liên tục trong vòng 5 ngày, sau đó ta sẽ nghỉ khoảng 3 ngày, tiếp tục ta lại dùng từ 5 ngày và nghỉ 3 ngày. Và quý anh chị hãy làm 3 lần. Quý cô bác anh chị hãy làm quy trình 3 lần như vậy. Sau đó thì quý anh chị hãy đi xét nghiệm gan thận cũng như là xét nghiệm xem là lượng mỡ máu cũng như là lượng mỡ ở trong gan đã suy giảm hay chưa, đã được thiên chuyển suy giảm đi còn lại bao nhiêu. Thì sau đó thì quý anh chị hãy ước chừng sử dụng tiếp để làm sao cho mức gan thận của chúng ta, những cái lượng mỡ máu và mỡ trong gan, trong thận của chúng ta được trở về bình thường quý anh chị nhé. Và nếu như quý anh chị cảm thấy video này có ý nghĩa thì vui lòng chia sẻ video cho nhiều người được biết. Đừng quên là dí vào nút đăng ký và nút chuông thông báo vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.